Israel chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tại dinh thự của Tổng thống Israel đã được dọn dẹp kỹ lưỡng trong tuần này để chuẩn bị cho chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới đây, nơi ông dự kiến sẽ nhận được huân chương danh dự của Tổng thống Israel. Để chào đón Tổng thống Mỹ, Giám đốc lâm thời của nhóm Jana Mills cho biết Israel đã treo một biểu ngữ với cờ của Israel và Palestine trên một tòa nhà ở Tel Aviv trong nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Ông Biden hiện đang đến thăm Trung Đông vào ngày 13 đến 16 tháng 7 và sẽ gặp lãnh đạo Israel và Palestine vào ngày 14, 15 tháng 7 tới. Sau đó ông tiếp tục sẽ tiếp tục khởi hành đến Ả Rập Xê Út. Mỹ và Israel đang tìm cách tạo cơ sở cho liên minh an ninh với các quốc gia Ả Rập, kết nối các hệ thống phòng không để chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran ở Trung Đông. Washington hy vọng hợp tác an ninh khu vực nhiều hơn có thể mở đường cho các thỏa thuận bình thường hóa với Israel, quốc gia đã thiết lập quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Brahan vào năm 2020.